ngày hôm nay hơi ồn là Trúc My và Đặng Thế Luân đang mừng đại thọ 89 tuổi của bác Bảy Văn Trung. Bác tới đây bác Bảy mình luôn đi chào bàn chứ bộ. Nãy giờ. Hello, chào cả nhà, có ai đó không? Chào đi anh Hùng đó, nghệ sĩ Tuấn Châu đó. Ai mà hát hay quá vậy con? Hai anh Hồng. Người yêu của ai mà hát hay quá? Người yêu của ai mà hát hay á? Hello cả nhà. Anh nào Minh Hồng kìa, ai anh Hồng khỏe không? Hai anh Hồng. Tháng 10 này gặp Hồng nha. Trúc My đang ngoài xa điên tại vì ba của Trúc My đang hát. Ba em. Đây. Không phải ba em, không phải ba em. Đây không phải ba Trúc My. Tôi là một kẻ si tình. Ba Trúc My trẻ diễn khen vậy đó. Mày chuẩn bị hát nè. Nhưng mà cứ chơi nó mát cả đường còn chút chi buồn hơn thì nhẹ tóc chiếu để tôi vẫn còn cho những gái con. Hai Văn Hằng khỏe. Tina kìa. Đúng mày. Tina hai kìa. Hai Tina. Rồi nãy giờ cầm mỗi tay rồi nha. Rồi chúc mình live stream tiếp nha. Bye bye.